Một ngày mới của các em học sinh lớp 1, trường tiểu học Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được bắt đầu bằng những cảm xúc đầy yêu thương. Cô giáo là người đến lớp sớm nhất để chào đón học sinh. Ngay tại cửa lớp, học sinh chọn biểu tượng cảm xúc để nhận được những cử chỉ yêu thương từ cô giáo. Những cái ôm giúp cô trò trở nên gần gũi, cảm nhận thêm sự ấm áp và thân thương. Các em muốn tôi ôm thì là các em sẽ biểu tượng, đập tay vào cái biểu tượng trái tim thì tôi sẽ ôm lại các em. Và các em muốn thực hiện các cái động tác như là đập tay thì các em sẽ chọn cái biểu tượng đập tay thì tôi cũng thực hiện các động tác đập tay với em. Và từ đó thì hoặc là em nào mà có cái tâm sự hay tâm trạng gì đó thì tôi cũng biết là hôm nay em ấy có tâm trạng, có tâm sự thì tôi sẽ tìm hiểu và gần gũi để các em chia sẻ và tôi cũng động viên các em. Buổi học bắt đầu bằng những giai điệu sôi động. Tất cả học sinh cùng háo hức nhún nhảy theo điệu nhạc. Lớp học được trang trí sinh động với những bộ trang phục dân tộc, những bức vẽ đầy màu sắc tạo cảm giác hứng khởi cho học sinh. Giờ thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch. Học sinh tự tin điều hành buổi thảo luận. Trong các tiết học thì tôi sử dụng công nghệ thông tin và các trò chơi áp dụng học thông qua chơi trong dạy học để tiết học thực hiện được sôi nổi và tự nhiên, các em lĩnh hội được các kiến thức vào những cái bài học nên là thật tự nhiên. Sự gần gũi thân thiện của giáo viên có sức thu hút học sinh rất lớn. Từ đó các em sẵn sàng chia sẻ, bộc lộ năng lực học tập, phẩm chất đạo đức, để từ đó giáo viên nắm bắt, uốn nắn, bồi dưỡng, giúp các em phát triển năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đổi mới giáo dục hiện nay. Để cho các em cảm thấy hạnh phúc thì lúc nào người giáo viên cũng cần phải gần gũi, thân thiện với các em và giúp cho các em luôn luôn cảm thấy lớp mình là một môi trường thân thiện. Học sinh thích đến trường, thích đến lớp và thích được chia sẻ với bạn bè và đặc biệt nữa là cái sự an toàn trong lớp học. Các em luôn luôn được cảm thấy mình an toàn, gần gũi với giáo viên. Trường học không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức mà đó còn là nơi nuôi dưỡng và truyền tải cảm xúc tích cực. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực cũng như đội ngũ giáo viên, song bằng tấm lòng tâm huyết với nghề, tình yêu đối với học sinh vùng cao, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hà Giang đã đưa ra triết lý giáo dục. Chỉ có tình yêu thương, niềm vui, niềm hạnh phúc mới có thể đào tạo nên một con người toàn diện. Bên cạnh học tập trau dồi kiến thức, cần phải phát triển cảm xúc trí tuệ để hướng đến đào tạo một nguồn nhân lực có chất lượng, có tri thức, trình độ, sống tích cực, có niềm tin và tình yêu thương vào cuộc sống.